Xin chào mọi người, mình là ông chú Dĩa đây. Rồi thì hiện tại tôi đang một cái nơi rất là bí ẩn mà tôi vừa tình cờ phát hiện ra. Các bạn nào biết được thì comment bên dưới, còn bạn nào mà chưa biết thì tôi sẽ bật mí bạn một xíu. Thì đây là nơi mà có những con NPC giúp các bạn đổi sang những melee V1 và V2. Nói vậy chắc mọi người đoán được rồi, bạn nào đoán được thì comment bên dưới, tôi sẽ thả tim. Giờ thì vấn đề chính thôi nào. Nhưng mà trước khi đó thì tôi mong các bạn có thể bấm like và đăng ký kênh để giúp tôi kéo lại đề xuất, thật sự rất là vui. Và để cảm ơn thì ngày mai tôi sẽ tặng các bạn nhiều xe VIP free và nhiều phần quà khác cho chị nha. Vô, mình đã quay trở lại ở đây. Thì chắc các bạn đang rất mong chờ về bản cập nhật sắp được ra mắt đúng không? Bởi vì trong video mới nhất, admin đã tặng chúng ta một cái code mới và tiết lộ về thời gian của bản cập nhật trong cái code đó luôn. Chính là bản cập nhật vào tháng 7 và cụ thể chính là tháng này các bạn, bởi chúng ta đã qua tháng 7 rồi mà. Và nếu lời gợi ý của admin là đúng thì vào ngày 6 tháng 7 này chúng ta sẽ có một sự kiện rất là đặc biệt sẽ được ra mắt luôn và có thể là một cái trailer và trong đó sẽ tiết lộ về cái bản cập nhật các bạn, có thể là thời gian luôn nữa. Và các bạn biết điều gì không? Hiện tại chúng ta đã qua tháng 7 rồi và nếu tính từ cái video ngày hôm nay thì chúng ta chỉ còn đếm ngược hơn 2 ngày nữa thôi. Thì cái điều đặc biệt sẽ được xảy ra các bạn, thật là nói chung rất là vui luôn. Và tôi mong nó sẽ là một cái trailer siêu đỉnh nhất của Lockroot từ trước tới giờ luôn. Nghe là khiến tôi hào hứng rồi đó. Tuy nhiên nó lại kiểu có một vài suy nghĩ khiến tôi muốn nói bạn một xíu. Thì đó chính là không hiểu tại sao mà chỉ còn hơn 2 ngày nữa thôi là đến ngày 6 tháng 7 rồi, nhưng mà trên Twitter và Discord của admin với lại là rip in ra với những cái người mà làm về cho Lockroot mọi người thì vẫn không có thông tin nào cả. Thì tôi không biết là làm họ đợi tới ngày mai thì mới công bố hay sao, hay là tới ngày 6 tháng 7 mới công bố luôn. Thì tôi cũng chưa chắc nha mọi người. Nhưng mà nói chung thì admin có đăng lên là ngày tháng 7 sẽ cập nhật thì tôi tin rằng là sẽ có rồi đó. Thì chứ mấy ní cái này làm tôi nhớ đến năm ngoái á. Năm ngoái admin cũng tiết lộ sương sương vậy nè. Xong rồi tụi mình cùng ngồi không update rồi không có trailer ra mắt. Thật sự là vui luôn. Cái này là tôi nhớ năm ngoái như thế. Và tháng này cùng không update mọi người và kỷ niệm lại UV rồi các bạn. Tôi sẽ có nhiều câu chuyện kể bạn nghe giống như năm ngoái luôn. Nói chung thì chúng ta cứ chờ đợi đi. Bởi vì chờ đợi chính là hạnh phúc mà. Thì mong tới ngày 6 tháng 7 tháng... Nói nhầm anh em. Thì giờ chúng ta cứ chờ đợi đến ngày 6 tháng 7 đi. Thì nó có gì chúng ta sẽ xem cái đó. Còn nếu không có thì phải chịu thôi. Nhưng mà nói chung thì mong admin là không biệt mình. Bởi vì tôi rất là đặt niềm tin và hy vọng vào admin. Còn việc mà các bạn cần làm bây giờ chính là chuẩn bị cho bản cập nhật thôi. Ví dụ như là farm Belly, farm Fragment. Và chuẩn bị nhiều trái quỷ mới nhất. Ví dụ như là trái Control nè mọi người. Và trái Dragon để thức tỉnh cho nó nữa. Dù giờ chúng ta cũng đã biết là tháng 7 sẽ có bản cập nhật, cho nên là chúng ta cứ chuẩn bị trước các bạn, không muộn đâu. Giờ các bạn mà không chuẩn bị thì có khi lại muộn á. Bây giờ mình thì mới 7 triệu Belly thôi. Thì mình sẽ cố gắng farm làm sao cho lên 50 triệu Belly và 50.000 Fragment để có một chút gì đó. Giờ thì chúng ta hãy xem một vài cái thông tin của tựa game DLC sắp ra mắt nha. Nói chung là tựa game đối thủ Lockroot. Thì nói chung là hồi sáng nó mới ra cái gì nè mọi người. Cái này gọi là người cá đúng không? Cái này là trong cái ác người cá của One Piece á. Thì nó làm luôn, tôi không hiểu đây là cái người cá để làm boss hay là làm gì nữa. Và ngoài ra sẽ có một vài cái vũ khí được được làm trong game này. Đấy thì nói chung là nhìn rất là chân thật và cũng đẹp rồi đó. Nhưng mà không biết khi nào ra game thôi. Đây cái cây Yama của tựa game DLC nè. Nhưng mà nói gì nói tiện tôi nhìn cái cây Yama này nó vẫn xấu hơn trong Lockroot các bạn. Phải nói như thế luôn, trong Lockroot nó vẫn đẹp hơn nha. Mà update sau Lockroot còn sửa lại nữa thì càng đẹp nữa. Cho nên là hay tựa game này chắc không đánh bại Lockroot được đâu. Tựa game này thua Lockroot rồi. một fan của Lockroot đã từng nói như thế. Để nói chung là ra game tôi chơi thôi. Nhưng mà thật sự tôi vẫn thích Lockroot hơn. Rồi thì video này là vậy. Và nếu có thông tin nào mới tôi sẽ cập nhật các bạn ngay và luôn. Nói chung là cập nhật siêu nhanh để các bạn trở thành một người biết được cập nhật thông tin nhanh nhất Lockroot mọi người. Rồi cảm ơn bạn đã xem video. Chúc bạn tốt lành. Bye bye.